Mình là nhân viên chăm sóc của công ty cổ phần sản phẩm sạch. Hiện tại mình đang có mặt ở một vườn của khách hàng ở Phú Nhuận. Tổng quan của vườn như thế này. Đây, vườn có diện tích khoảng là 20 m² và được bố trí hai loại cách trồng là trồng trên trụ đơn và trồng thủy canh. Với trụ đơn thì mình trồng kết hợp chung với kệ sắt, bởi vì cái kệ sắt này nó có bánh xe dưới này, mình có thể dịch chuyển được gia vô rất là tiện. Vườn hiện tại thì có trồng một số loại rau ăn lá này như cải rổ, cải bị xanh, mồng tơi, dền và có trồng thêm ớt, rau gia vị, một dây bầu và khổ qua. Còn đây là cái dàn thủy canh, thì trên đây mình có trồng ở tầng dưới này thì mình có trồng một ít cải bì xanh, xà lách, hai loại ha, một cái loại xà lách tím và một loại xà lách chua men xanh.